trên phần lực nó để tạo bởi cái xương trường số 1 ra biển chưa? Phía dưới đó là cái cơ bằng từ này và phía sau ta có cuộc sống từ lực tầm cuộc sống của số 1 cho tới cuộc sống từ từ số 1 đến số 2 và phía trước là các cái xương trường và các cái xương trường xương ức và các cái xương trường hai bên chưa? Thì đó là kế hoạch của cái hạt chung của chúng ta. Về sự phân chia công thức thì trước đây người ta chia công thức ra thành hai phần là phần trước và phần sau, trên một cái bảng phản ứng dòng và phản ứng nam nhầm trên một cái bảng phản ứng nam. Thì bảng phản ứng nam nó sẽ qua thứ nhất đó chính là khí quản, thứ hai là hai cái kế quản chính cái và phải. Thì bảng phản ứng nam này nó sẽ chia công thức ra thành hai phần trước và sau, thì trong cái phần này thì cái này thì không có phần này thì nó chia công thức theo cái quan điểm mới. Quan điểm hiện nay là người ta chia công thức ra thành hai phần trên và dưới, từ hai phần đó phần trên thì không chia ra thành phần nhỏ nhưng phần dưới coi cái đầu phía sau, phía sau phía sau thì có những phần tím đây thì từ hai phần từ phần dưới thì nó là tiếp tục chia ra làm lấy tim làm trung tâm, tim và màng ngoài tim làm trung tâm thì đó là công thức giữa trước tim và màng ngoài tim, nó không phải là công thức trước và sau tim và màng ngoài tim, nó chính là công thức sau và rồi. Thì công thức nhiều quá thì mình nói hầu như các cái công thức rồi, công thức trên này này mình cũng nói nhiều công thức rồi. Thì công thức trên nó là công thức nói chung á, thì nó được bao bọc và nó được là các cơ quan và bao xung quanh các cơ quan đó chính là các cái tổ chức riêng nhất chủ yếu là các cái vòng mỡ. Cho nên công thức nó rất là lỏng lẻo nên một cái viêm ví dụ như một cái áp xe của nó vượt ra vào công thức, một cái áp xe thực quản nó vượt vào công thức hay là một cái áp xe gan ở dưới nó vượt vào công thức thì nó đều gây ra rằng là các cái vị trí công thức. Cho nên trung thất bên trong thì nó chấm chiếu dưới nhiều cơ quan, nhưng thực ra các cơ quan thì hầu hết là các cơ quan các cái tế bào viêm tế bào béo thì trong thức kênh các bạn hầu hết là các bạn học rồi, cơ thì các cơ lúc đó mức giáp trên dài của trong này cũng có cơ bị bỏ qua. Như vậy thì các mạch máu lớn như lúc này mình đã học rồi, mạch máu lớn thì có thân thân tế đầu cạnh chung trái và dưới lòng trái. Thứ hai đó chính là thân tay tận mạch, thân tay đầu bên phải và bên trái. Hai như vậy ba tận mạch, ba nhánh lớn của cung động mạch chủ này, ba nhánh lớn của cung động mạch chủ và hai cái tận mạch lớn đó là tận mạch mang chân bao đầu ở bên đó là mạch máu. Đây là mặt bằng các ngang qua đối xuống được số 3, đây là mặt bằng các ngang qua đối xuống được số 4, hay là mình có thể biểu bằng ngang qua đây một cái mặt bằng các ngang qua đây. Thì cái giới hạn của tinh thất trên là nó cũng chiếu được cách ngang không? Một mặt phẳng đó chính là mặt phẳng đi qua góc ít tình hợp với cán sinh thức và thân sinh thức. Phía sau nó cũng là địa điểm đối sống ngực số 45. Một mặt phẳng ngang qua đây chia thành đúng trên đúng chiếu. Và cái mặt phẳng này nó sẽ cắt ngang qua những góc lúc nào? Mặt phẳng này nó đi ngang qua, nó sẽ cắt qua đây. Cắt qua cung động mạch chủ. Cắt qua cung động mạch chủ và tiếp tiếp các qua được cái cung động mạch chủ, cái tên của nó, cái tên cái mặt phẳng cắt này là cung động mạch chủ và phía dưới đó chính là động mạch chủ lên. Như vậy thì động mạch chủ lên nó không thuộc về trung thất tên mà nó thuộc về trung thất dưới, hay cụ thể hơn nó chính là trung thất dưới. Và phân tận mạch chủ này nó sẽ bị chia đôi ra, tận mạch chủ lên nó sẽ bị chia đôi ra thành hai cái tận, đó chính là tận mạch chủ phần tên và tận mạch chủ lên và phần dưới. Thì phần dưới nó nằm thuộc về trung thất dưới hay là trung thất dưới ở đó, còn phần trên này nó thuộc về trung thất trên. Như vậy thì mạch máu, các mạch máu lớn của mình bao gồm thứ nhất là ba cái nhánh lớn, thân tay đầu là thân tay đầu, lòng mạch cạnh chung trái, lòng mạch dưới lòng trái và hai cái tận mạch này sau kết hợp với thêm một phần của phần trên của tận mạch trung lên, tận mạch trung lên, tận mạch trung lên chứ không phải là tận mạch trung lên và cung lòng mạch chủ. Do đó là các cái mạch máu lớn nó nằm trong trung thất trên. Thì hầu hết các cái mạch máu lớn này là nó các cái phần này là nó không nằm trong cái bao màng ngoài tim. Các cái thành phần trong trung thất trên thì nó không nằm trong bao màng ngoài tim. Rồi như vậy thì các móc giải phẫu mình có một cái móc thứ nhất đó chính là góc ức ở phía trước, phía sau mình có địa điểm số 45. Và ngoài ra thì trên đường đi nó cắt qua cái vị trí chia đôi của các vị trí đi lên từ đầu mạch lên sang cung động mạch chủ, và tiếp theo đó chính là cắt ngang qua cái vị trí đổ về của tận mạch đơn, từ mạch đơn đi về tận mạch trên.
đây thì mình đơn mình đi nào mà cứ điện mình đi về phía sau mình thì nói như vậy thì mình sẽ có một cái cấu trúc đi về đây thì trong cái trường hợp giải phẫu trong cái mình gửi cho các bạn á có một cái lộ về của mình đơn như vậy thì từ cái lộ này đi lên là trung kê và từ cái lộ này đi xuống là trung dưới hay còn gọi là trung thất đối trong cái phần này thì nó là trung thất gì đó ha rồi còn một thêm một cái nó cắt ngang nữa cắt ngang qua đây cái mặt phẳng lúc nãy mình nói mặt phẳng đi trước qua góc xương ức và phía sau đi qua địa điểm số 45 thì nó sẽ cắt ngang qua cái vị trí cái ba này như vậy thì nó sẽ cấu trúc cắt ngang qua ba cái cấu trúc thứ nhất cung một mạch chủ này phía dưới cung một mạch chủ này phía trước phía hai cắt ngang qua chạm ba này và nữa thì nó cắt qua cái vị trí độ về của tình mạch đơn thấy chưa như vậy mình có những cấu trúc đó khi cái mặt phẳng này nó cắt ngang qua thì trên những cái mô hình mà không có những cái mặt phẳng đó thì mình dựa vào những cái cấu trúc này để mình phân chia nó thuộc về trung thất kê hay là trung thất dưới ví dụ như trên cái vị trí độ về này đó chính là trung thất kê dưới cái vị trí độ về của mặt đơn này đó chính là trung thất dưới trên cái vị trí của con từ cung động mạch chủ đi lên thì nó là trung thất kê và dưới cung động mạch chủ nó là trung tâm dưới hay là cụ thể hơn trong cái phần này là trung thất dưới được chưa tim mà nằm ở tim bằng cái góc động mạch tĩnh mạch lớn có chính là trung thất dưới còn đây đi lên là nó không còn góc ở đây là cung động mạch chủ rồi ngoài đó là về mạch máu về thần kinh mình có gì về thần kinh thì mình đi ngay về thực quản thì mình sẽ có hai cái chấm bằng vàng đây các cái chấm bằng vàng này chính là hai cái thần kinh gì thần kinh lan thang hay là thần kinh bụi thần kinh bụi phải và thần kinh bụi trái như vậy thì thần kinh mình có trước mắt là mình có hai cái thần kinh lan thang đang về thực quản thứ hai nữa là mình có thần kinh gì đây thần kinh hoàn bên trái và thần kinh hoàn bên phải như vậy mình có bốn nhân kinh chưa hết hết dây nữa đây đây khi mà đi bắt đầu cắt qua cái đốt sống thần số 4 á thì dây thần kinh hoàn nó có xu hướng đi ra xu hoàn bên trái nó có xu hướng đi ra ngoài này băng qua con đường thần kinh nhưng còn thêm một cái dây ở đây đây là dây thần kinh thanh quản cọc đường giờ thần kinh thanh quản cọc đường này nó nằm khá là gần với cái gì các bạn có thấy không? Quý có thấy mình chỉ vào cái cụ đen này có thấy không? Đây đây chưa cái cụ đen này chỉ vào này thần kinh thanh quản cọc đường thì nó nằm khá gần với thực quản cho nên á cái thần kinh thanh quản cọc đường này nó sẽ chi phối cái vận động của cái thanh quản các bạn dây năm cho nên khi mà nó bị có một cái u thực quản như này nó chèn ép vào nó sẽ gây ra triệu chứng là nó khó nó nổ hay giờ hoặc là khàn giọng đó là những cái trường hợp không có bệnh lý như vậy thì thần kinh mình có gì hai thần kinh hoành hai thần kinh lan thang và một thần kinh thanh quản cọc đường bên trái chứ mạch máu thì mình có những cái mạch máu lớn gì từ cung động mạch chủ đi lên mình sẽ cho ra ba nhánh cung động mạch chủ cũng được cung thất trên nó sẽ cho ra ba nhánh nhánh thứ nhất là thân tay đầu nhánh thứ hai là tận trung trái và nhánh thứ ba là dưới động trái tĩnh mạch thì mình sẽ có hai cái tĩnh mạch lớn đó chính là tĩnh mạch thân tay đầu hai bên sau đó phần lưu lại thành một cái phần trên của tĩnh mạch trên tĩnh mạch nó sẽ đi ngược với động mạch nha động mạch thì từ dưới đi lên còn tĩnh mạch là từ ngoại vi đi về cho nên nó sẽ phần lưu về các bạn lưu ý rồi ngoài ra thì mình còn có những cấu trúc gì nữa xương ức xương ức có thể thấy khí quản trước cái chỗ như rồi thực quản cái đoạn trong thực quản này đó là trong cái tiền thực quản thì nó sẽ được chia làm về mặt lý thuyết trong chúng ta có bài học thì nó chia làm ba đoạn đồng bộ đồng ngực và đồng bụng thì đồng ngực nó sẽ đi trong cả trung thất kê và trung dưới thì tất nhiên là nó đi từ trên xuống dưới thì không thể đánh được rồi bây giờ và một cái phần là đó thì cái chân đồng nhỏ đây nó chính là cái ống ngực nằm đây đó là các cái còn đây là cái mặt bằng nó cắt ngang qua cái cung của cái mặt đơn này nó bắt đầu bằng nhiều ra và nó tìm về cái tình mạch trên nó đổ về như vậy thì từ dưới cái này đi xuống thì chúng ta dưới còn từ đây đi lên là trung thất kê tới cơ thì tôi nước bóng nước giá dày bụi các bạn tôi đôi khi cũng từng nhớ được mai muốn có học về gì đó có học về phần đầu mặt cổ đi qua thêm tí nước bóng nước giá dày bụi với cái trung thất trước á thì trung thất trước dựa vào sắc ở sau thì nó thuộc về trung thất dưới được chưa
thì trước thì mình thấy dây nhớ thì nó nằm trước tim và màng ngoài tim thôi. Giới hạn phía trước của nó là xương đứt và các sụn sườn, phía trên là cái mặt bằng cắt ngang qua góc bức tận phía trước và địa điểm số 4 nằm ở phía sau. Phía dưới là cơ quan hai bên là màng phổi hai bên, giờ màng phổi trung cấp hai bên. Thì cái thành phần chủ yếu bên trong nó chủ yếu là các cái phần nước này nó không có gì quan trọng hết. Nó chỉ có các cái dây chằng, nó chỉ có các cái dây chằng, đặc biệt là dây chằng lúc màng ngoài tim. Thứ hai nữa, chứng thức trong trường hợp lớn thì nó có thể thấy, đặc biệt là trong những chứng thức tình lý hoặc là chứng thức trẻ em. Thế còn những người lớn thì chứng thức nó càng kích thước nó càng nhỏ đi, cho nên đối với người lớn thì hiếm gặp chứng thức ở trong chứng thức ở trong trước, và trẻ em thì các bạn có thể gặp. Chưa? Còn lại thì một vài là tạch huyết và các cái động mạch bên trong, các nhân chứng thức của động mạch bên trong thôi. Như vậy thì hầu như là tuyến chứng thức trước không có bất kỳ quan trọng. Hầu như không có bất kỳ quan trọng, chỉ là các cái mô tiên tiết lập nhẹ thôi. Và đặc biệt nó có một cái cấu trúc chủ yếu là để kết nối giữa màng ngoài tim và chứng thức. Trong hình này thì không có mô tả. Chứng thức giữa thế này mình đã học qua tim và màng ngoài tim rồi. Được chưa? Học qua tim và màng ngoài tim. Tuy nhiên chưa hết. Chứng thức giữa bao gồm những cái tầng nó còn được bao trong tim và màng ngoài tim này, bao gồm cả tầng dưới của tầng mạch trên, bao gồm dưới cái đoạn một tiền của tầng mạch đơn này, bao gồm cả động mạch trung lên, bao gồm cả tầng động mạch phổi, phía sau nó sẽ bao gồm cả bốn cái tầng mạch phổi trở về. Thế chứ đó là chúng ta chỉ là ngoài ra cái mình cần có tim này lên đây, mình không có mình cần có tim nên mình lấy đạn cái này, thì chúng ta chỉ là nó còn bao gồm một phần của cái chỗ đạn ba cho đôi này và khí quản hai bên, khí quản chính phải mình không còn tính trái thôi, có gì đâu mà khó khăn này. Chứ là như vậy thì đó là về cái cấu trúc chính mạch máu lớn, chứ là tình quả thì nó thuộc về trong phần sau rồi. Đó là mạch máu lớn thì rồi về thần kinh thì sao? Về thần kinh thì mình sẽ có các cái thần kinh gì, thần kinh bằng hai bên. Thì lưu ý á, này mình không nói về cảm giác tim, quên ha, thì cảm giác tim á thông thường được cảm giác chi phối bởi các thần kinh hoành này. Thần kinh hoành này nó thường là các cái nhánh thần kinh bắt nguồn từ C3, C4, C5, trong đó các cái nhánh C4 là nhánh chủ đạo. Cho nên các bạn mà có các bạn học về các cái kính thương cuộc sống của cao á, liên quan đến kính thương cuộc sống của cao mà bị đặc biệt là từ C4 trở lên thì nó có nguy cơ điểm hô hấp, điểm cơ hoành gây ra suy hô hấp. Cho nên thần kinh hoành nó thường xuất phát từ C3, C4 và C5, trong đó C4 là dây chủ đạo. Thì C3, C4, C5 thì các bạn cũng biết rồi, 3, 4, 5 thì thường nó có liên quan với năng lượng thần kinh bên tay. 4, 5 nó thường liên quan với năng lượng thần kinh bên tay. Được chưa? Học về năng lượng thần kinh bên tay rồi. Học chưa? Chưa học. Mai mốt học hay năng lượng thần kinh bên tay. Thì cho nên á, cái phần chi phối này, chi phối cảm giác của nó, mà màng ngoài tim thì thường là có những cái nhánh của thần kinh hoành nó cho cảm giác bên kia là chi phối. Bên cái cơ mình trước đó mình nói đó chính là giao cảm, đối giao cảm hay là các cái thần kinh tự chủ của tim tại tim, thì đó là các cái gì giúp cho hoạt động cơ tim chứ không liên quan đến cảm giác này, khác nhau này. Giờ cái đó là các cái thần kinh liên quan đến hoạt động của cơ tim, và cái này là cảm giác của tim, cảm giác của màng ngoài tim từ liên quan đến đầu mút của nó, liên quan đến lá thành. Thì các cái bệnh thần kinh này, thần kinh hoành này các bạn lưu ý sau này các bạn học cái cơn đau các cực tiền đình thì nó sẽ có triệu chứng là đau từ sau đầu ngực, sau xương đứt lên vai trái như này, rồi ra xuống các đầu ngón tay. Thì trong trường hợp đó là sự đau vi chiếu của thần kinh, nó đã có những cái nhánh đối phong giữa các cái nắm đối liên quan đến triệu cơ hoành và liên quan đến nắm thần kinh cánh tay, cho nên nó sẽ có những cái trường hợp đôi khi thần kinh đối với những cái cơn đau thất thường nó rất là rộng rãi, nó rất là có nhiều biểu hiện lâm sàng khác nhau, chứ không phải là cơn đau thất thường điển hình như mình nói đau từ sau xương ức lan lên, đau kiểu co gọn thắt sau lan lên vai trái rồi lan xuống tay bên trái, đó là điển hình. Các bạn lưu ý là đó là điển hình, thì điển hình nó được giải thích qua cơ chế này, qua sự phong nối thần kinh. Còn không phải tất cả trường hợp điển hình, có những trường hợp thậm chí là đau mơ hồ, thậm chí là triệu chứng của bệnh nhân là khó thở, có những triệu chứng dân thì lại có được tiếng là cảm giác năng lực có nhiều cùng một sâu thức, nên không phải trường hợp nào nó cũng bình hình cho các bạn được không? Thế chứ? Thì nếu mà có gặp trường hợp bình hình thì mình
ý mình nhớ lại cái trường hợp này. À. Ngoài ra thì về thần kinh thấy mình còn có cái đám protein thì đám protein trên này mình không có rõ đây. Qua các phần trung cấp sau thì mình sẽ nhắc lại qua về mấy cái trung cấp này. Thì trung cấp sau là cái phần mà mình học chủ yếu trong cái phần này. À. Như vậy thì xét về trung cấp định nghĩa hết là trung cấp quang nằm giữa hai con màng phổi. À. Ngoại trừ phổi và màng phổi thì đó là các cô là trung cấp. Thôi chúng có những phần nào? Và ai không học thì về. Nên nói rồi, mình nói nhất từ ban đầu là ai không học về. Dạ. Yeah. Thì các cấu trúc trong trung cấp nó được chia thành bằng một mặt phẳng. Theo quan điểm cũ thì người ta chia thành trước sau, theo quan điểm mới thì người ta chia thành trên dưới dưới lại người ta là chia thành ba là gì, nhớ luôn cái hình này cho các bạn ghi nhớ đây là ba trung thất trước giữa và sau. Lấy mặt phẳng ngang, lấy mặt phẳng ngang các qua góc ức ở phía trước, góc ức được gần với cán sinh ức và thân sinh ức, và phía sau là địa điểm số 45. Như là điểm số 45 hay là số 45 một trong số 45 cách nào cũng được, cái tên gọi nào cũng được. À, thì mặt bằng đó nó sẽ cắt ngang qua các cấu trúc, ví dụ như khung động mạch chủ, à, ví dụ như cái vị trí độ bền của tình hình đơn về tình hình trên, ví dụ như gần chỗ chia đôi của ngay cái trên chỗ chia đôi của chi tiết quang, thấy chưa, thì đó là những cái cấu trúc nó cắt ngang qua. Rồi thì cái tên nó là trung thất trên, thì trung thất trên nó sẽ được giới hạn bởi cái tên là đầu tiên là ngực phía trước, đó chính là cán sinh ức, phía sau là cái trung thất trung ngực, và phía dưới đó chính là mặt phẳng cắt ngang vào lúc này đó, hai bên là hai mặt phổi trung thất. Bên trong thôi cái nhóm đó có học không, nhóm bốn hai đàn đó có học không, học thì ngồi lại, còn không học đi ra sẽ học đi ra. Các bạn nên nhớ các bạn có thể ngồi, các bạn có thể ngủ, các bạn làm gì làm, thì khi cái não mình gì làm được một việc là tốt nhất. À, người ta vừa nghe bài, có những bạn chắc chắn là nhưng trong này không phải là 100% nghe bài đâu, nhưng lúc đâu đó khoảng tầm 30% nghe bài thôi. À, nhưng nếu các bạn tôn trọng người khác, các bạn phải dừng lại cho người ta nghe bài, thì người ta cái não họ là tốt nhất khi làm một việc. À, hãy làm việc thông minh, đừng làm việc chăm chỉ, thấy chưa? Thế các bạn mà cứ một bên thì nói chuyện không có ảnh hưởng tới người khác thì họ sẽ rất là khó tiếp thu. Đặc biệt là khi mà người ta bị ngắt quãng, ví dụ như mình nhắc các bạn một lần thì người ta đang trong cái mặt tiếp thu thì sẽ mất một thời gian để lại người ta tập trung trở lại. Như vậy thì ảnh hưởng tới thời gian chung của mọi người. Đấy. Người ta nghiên cứu là tới 17% khi người ta đang tập trung mất tới 17 phút để trở lại một cái trạng thái tập trung. Đấy, hay là call rate đó. Chứ không phải là đơn giản là các bạn cái kiểu cứ ngồi ngoài tác động đấy, như vậy là ồn ào ảnh hưởng tới người khác nên. Cho nên học được thì học, không học không muốn học thì về, mình đã nói từ bắt đầu mà. Thêm nữa đôi khi nó ảnh hưởng tới tác động của mình đấy, mà mình nhát rồi đôi khi thua luôn. Lý do vì sao mình dạy theo cái phương pháp cổ điển hay là phương pháp truyền thống, cho nên mình cứ nhắc đi nhắc lại. Cái quan điểm của mình nhắc một lần thì các bạn dễ nhớ hơn, nhắc hai lần thì nhớ hơn, nhắc ba lần. Có thể là đôi khi các bạn chưa có đọc bài nhà được thì đến đây các bạn cũng 4-5 lần về nhà được thêm 1-2 lần nữa, đi thực hành thêm 1 lần nữa, phải 8 lần chắc chắn không thể nào quên bài này được. Thậm chí là có thể là số người nghe chưa tới 30% đâu. Đây, mình nói thế thôi, thì tùy thuộc vào các bạn muốn học không, và không muốn học có thể về. Được chưa? Rồi đối với trung thức tên á, giới hạn nói rồi đây, thân kiện phân chia thì mình sẽ có các cái mạch lớn. Mạch lớn bao gồm khung động mạch chủ. Khung động mạch chủ nó sẽ tách ra thành ba nhánh. Nhánh gì? Cái này đầu, nhánh dưới đòn trái và mạch chân trái. Đúng chưa? Rồi, và thực mạch thì mình sẽ có hai thực mạch lớn. Đó chính là thực mạch cái đầu hai bên. Sau đó được lưu lại tạo thành cái phần trên của thực mạch trên. Đó thực mạch hệ thống mạch máu. Thực kinh thì mình sẽ có 5 dây. Dây 2 dây đó chính là dây thần kinh lăng thang chạy hai bên thực quản. Tiếp theo đó chính là hai dây thần kinh hoành, như là chạy hai bên mà cũng tắt. Tiếp theo là một cái dây thanh bộ còn ngược. À, thường là ngang qua cái phần nó sẽ nằm bên cạnh
cánh trái của thực quản. Cho nên các bạn lưu ý khi thực quản lớn hay là thực quản có khối u hay áp xe, nó có thể gây chèn ép thần kinh thành một vòng ngược, gây ra triệu chứng nói càng rộng. Yeah. Rồi về cơ thì mình sẽ có các cái đầu phần dưới của cơ, các móng thực giác, cơ dài cổ. Về các cái cấu trúc khác mình sẽ có thực quản, có khí quản phía trên chỗ cái đùi và có phóng ngực. Yeah. Như vậy nhìn thấy hình này nè, có khí quản, có thực quản, có phóng ngực, thần kinh thành quả bột ngược, thần kinh gì? Phagus là thần kinh gì? Lăng thang đấy. Bên này mình sẽ có thần kinh hoàn hai bên, chứ ở bên này thần kinh lăng thang bên bên phải. Như vậy thì mình sẽ có 5 dây thần kinh trong hình này luôn. Ngoài ra thì chúng ta mình có thêm chúng ta nữa này bên nhé. Và các cái hạt trung thấp ngoài ra, thực ra hạt trung thấp thì nó có khắp nơi trong tất cả các trung thấp trên dưới. Cái phong nhân tiếp là phải nằm ở trung thấp nào, cho nên hạt trung thấp cho nên mình thường bỏ qua. Đối với trung thấp trước, đối với trung thấp trước thì hầu như không có cái quan trọng, chủ yếu là các cái mô mỡ hay là các cái tổ chức liên kết đoạn đèo. Và một vài có lúc mà hay được nhắc đến đó chính là dây chằng thực quản ngoài tim, các cái nhánh trung tâm của động mạch bên trong. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm phần tuyến ức, nếu trong trường hợp là tuyến ức lớn, trong tuyến ức lớn bệnh lý hoặc là tuyến ức đẻ sơ sinh. Trong khúc giữa thì tim, màng ngoài tim và các cái cấu trúc được bao trong màng ngoài tim, ví dụ như động mạch chủ lên, phần dưới của tĩnh mạch chủ trên tĩnh mạch chủ, hai tĩnh mạch phổi, bốn tĩnh mạch phổi, thấy chưa? Và gì nữa? Gì nữa? Thân động mạch phổi và cái thân động mạch phổi này nó chỗ vị trí cho đôi này. Này mình quên nói cái này, thật ra vị trí cho đôi động mạch phổi phải và động mạch phổi trái nó cũng thuộc về trung thất giữa đấy. Thế nên các bạn lưu ý mai mốt ra câu mà mình giả sử như mình lừa đánh lừa đây, động mạch phổi và động mạch phổi hai bên mà mình bị trung thất trên, hay động mạch phổi phải động mạch phổi trái mà mình bị trung thất trên thì các bạn phải biết đấy. Hay là mình bị trung thất sau thì các bạn phải biết. Được chưa? Thần kinh thì mình có thần kinh hoàn hai bên đấy. Lưu ý tới cái vấn đề về chi phối cảm giác thần kinh. Trung thất sau có 6-7 cái, nhưng mình như lúc nào mình nói đó, tất cả các biết thì trung thất nào nó cũng có hết, cho nên thì coi như là chung cho tất cả các thân hỏi thằng này. Đây còn 6 cấu trúc chính, đó chính là thứ nhất thực quản, thứ hai thần kinh lăng thang, thứ ba phóng ngực, thứ tư tuyệt là thần huyết, thứ năm là mạch ngực, và thứ sáu gì nữa hả? Gì nữa mình quên luôn hả? Thần kinh lăng thang thì được chưa? Ống ngực, thần kinh lăng thang, rồi thực quản, tuyệt hạch, rồi mình chụp ngực. Còn gì nữa? Tính giao cảnh. Bệnh đơn, đúng rồi, hệ thống bệnh đơn là cái thằng có bọc nhất. Như vậy thì thực quản thì các bạn sẽ học nhiều ở cái phần tiêu hóa. Đây, hôm nay thì mình nhắc qua. Thực quản là một cái ống cơ dẹt dài khoảng 25cm, bắt đầu từ cái phần sau vùng nhận cho tới tâm vị. Như vậy thực quản nó sẽ đi qua ba đoạn là lồng cổ, lồng ngực và lồng bụng. Và qua ba đoạn đó nó sẽ có bốn vị trí hẹp. Vị trí hẹp thứ nhất đó chính là cái vị trí đầu tiên khi nó bắt đầu khởi phát sau cái sụn nhện. Vị trí thứ hai đó chính là vị trí cái cung động mạch chủ nó bắt ngang qua. Cung động mạch chủ nó bắt ngang qua. Và vị trí thứ tư là vị trí của phế quản chính bên trái. Lưu ý này, hai mốt giả sử như thế bên phải một cái là tập tiếp này. Phế quản chính bên trái. Và vị trí cuối cùng đó chính là qua cái lỗ thực quản của cơ hoành. Các bạn lưu ý là cơ hoành nó sẽ có ba cái lỗ chính. Lỗ thực quản của cơ hoành là một, lỗ động mạch chủ của cơ hoành là hai, và lỗ tĩnh mạch chủ dưới của cơ hoành là ba. Rồi thì bốn cái vị trí này thì thực ra nó là hệ sinh lý. Một vài tài liệu thì người ta ghi nhận là ba vị trí thôi. Cái vị trí cái cung động mạch chủ và cái vị trí của cái phổi chính trái đôi khi người ta gặp lại một. Còn trên cái thực hành, trên cái phổi của các đôi khi các bạn thấy cái này xa như vậy. Nhưng khi trong bào của tôi các hai cái này nó gần rất là gần nhau, cách nhau khoảng 1-2 cm thôi. Mình thấy trên cái hình ảnh giải phẫu thì nó xa, nhưng thực ra thì nó rất là gần nhau. Cái này các bạn lưu ý là hệ sinh lý, có nghĩa là mình ăn uống hoàn toàn không có triệu chứng, hoàn toàn không có gây
mình muốn tăng cái vật thể là ví dụ như vui tập mít tập sầu riêng hay là các cái xương cá hay là tông, thì các cái vị trí này là các cái vị trí có nguy cơ bị tổn thương rất nó là sinh lý là ăn uống bình thường. Khi mình muốn tạo các cái vật thể lạ vào thì các cái vị trí này là các cái vị trí bị tổn thương chưa. Rồi cấu tạo chung á, thì một vài tài liệu thì người ta nói đây là có ba lớp, một vài tài liệu thì nó nói có bốn lớp thì khác nhau cái lớp ngoài cùng thôi. Thì hầu hết các cái cấu trúc tiêu hóa nó đều có bốn lớp, ví dụ như bụng á, thì nó có thêm cái phúc mạc trên bụng, còn trên này thì nó không có phúc mạc trên bụng, cho nên một số tác giả thì người ta đề cập tới là cho rằng là nó có ba lớp. Một vài tác giả thì người ta nói là bên ngoài ba cái lớp đó có thêm cái lớp sơ, cho nên là khoảng bốn lớp. Cho nên các bạn đôi khi các bạn thấy sách này nó ghi ba lớp, sách trên ghi bốn lớp đừng có bận tâm lắm. Rồi trong lớp cơ thì mình sẽ có hai cái lớp cơ, để cho chị nhớ mình cứ dọc vòng trong dọc ngoài đó là hệ thống tiêu hóa, thì cơ vòng nó sẽ nằm sau, còn cơ dọc nó sẽ nằm trong, vòng trong dọc ngoài hệ thống tiêu hóa. Đối với lớp sau lớp cơ thì mình sẽ có lớp duyên niêm, và sau cái lớp duyên niêm mình sẽ tới lớp niêm mạc thôi. Cái lưu ý của cái phần này thì chủ yếu phần liên quan á, thì liên quan này ví dụ như thực quản cái vùng này, thực quản nó sẽ đi qua cái vùng này, thì các cái lưu ý thì ví dụ như có một cái mô thực quản vùng này nó chèn ép ống ngực phía sau, chèn ép cái các cái tĩnh mạch lớn, ví dụ như tĩnh mạch trên, thì nó có thể gây ra triệu chứng là gì, nó ứ trệ tuần hoàn phía trên, nó không về tim được, nó ứ trệ một phần, khi đó nó sẽ gây ra triệu chứng là phù hợp quá, có nghĩa là trong một cái phần trên thân mình của bệnh nhân sẽ nó sẽ có một triệu là phù mềm giờ vẫn vào vẫn đỏ không đau, phù trắng và mềm vẫn đỏ không đau đó này, biểu hiện của phù hợp quá. Về tắc máu thì ba phần nó sẽ có ba vị trí tắc máu khác nhau. Phần cổ thì nó sẽ có được tắc máu của động mạch chết xuống. Cái hình này thì không có rõ ràng. Cái hình động mạch phần cổ thì động mạch chết xuống thì cái này nó không có đề cập tới rồi. Phần ngực thì nó chủ yếu được tắc máu bởi các cái nhánh của động mạch chủ ngực tách ra, và phần dưới bụng thì nó chủ yếu được tắc máu bởi các cái động mạch vị trái hoặc là các cái động mạch hoành dưới hoành trái. Thì động mạch dưới hoành trái và động mạch dưới hoành phải thì nó là nhánh của động mạch chủ chân, động mạch vị trái là nhánh của động mạch trung tạng, nó qua thì nhánh qua bên kia luôn. Rồi như vậy thực quản mình nhớ nó là một ống cơ dài, khi mình ăn cái gì đó thì vào nó tròn ra dài khoảng 25 cm, kéo bắt đầu từ cái vị trí xuống chủng nhận cho tới cái đường tâm vị, và thương trong đường đi nó sẽ có bốn cái vị trí này. Thứ nhất là ngay cái vị trí cận tá, thứ hai là cái chỗ của khung động mạch chủ bắc ngang qua, và thứ ba là cái chỗ của phế quản chính bên phải bên trái bắc ngang qua, và cuối cùng đó chính là cái lỗ thực quản của cơ hoành. Thế thực tế thì thực quản của cơ hoành và tâm vị gần bằng nhau, nó gần sát nhau. Và cấp máu thì nó được cấp máu trong ba đoạn, nó được chia làm ba đoạn, cổ và bụng thì nó được cấp máu bởi ba cái phần khác nhau. Phía trên cổ thì nó được cấp máu bởi động mạch dẫn dưới, phía ngực thì nó chủ yếu được cấp máu bởi các cái nhánh động mạch của động mạch thực quản của động mạch chủ ngực, và phía dưới sau khi qua cơ hoành thì nó được cấp máu bởi các cái nhánh từ trong bụng, ví dụ như động mạch vị trái và động mạch dưới hoành trái là nhánh của dưới hoành trái, và dưới hoành phải là nhánh của động mạch chủ, và gì nữa, vị trái là nhánh của động mạch tạng nên. Ngoài ra thì đôi khi nó vài cái động mạch bị ngắn này, động mạch bị ngắn từ bên này để ngang qua từ động mạch lát á, để ngang qua nó tắc máu cho phần tâm vị thực quản luôn. Mai mốt các bạn mà về dạy á, có một vài cái nhánh động mạch bị trái, khoảng ba cái nhánh động mạch bị trái trên cùng này, nó chứa động mạch bị ngắn nhất, nó tắc máu cho cái phần bả phần trên của dạy, cho nên khi mà cắt á, cắt dạ dày, cắt bám phần xa dạ dày hay bám phần dưới hay bám dưới dạ dày, người ta thường chiều khoảng ba cái động mạch bị ngắn đó để bảo tồn cái máu nuôi. Đối với khung động mạch chủ ngực thì trong ổ bụng mình, trong bụng thì nó quan trọng, nhưng ở ngực thì hầu như nó không động mạch chủ quá, thì ở phần trên trung tức trên nó cho ra những nhánh lớn, qua ổ bụng nó cho ra những nhánh lớn, nhưng đi trong cái đoạn trung tức sau thì nó hầu như không cho những nhánh lớn nào hết, nó chỉ
cho những cái nhánh nhỏ mà thôi. Giờ cho nên nếu giả sử như mình cho cái đề động mạch trung ngực nó cho bắt cho những cái nhánh lớn nào đây, thì coi chừng các bạn bị bắt được. Chủ yếu đây nó cho ra những cái nhánh nuôi thực quản, nhánh nuôi khí quản, những cái nhánh nhỏ thôi, nhánh nuôi thực quản, nhánh nuôi khí quản và các nhánh da sườn, đó là những cái nhánh chủ yếu của nó. Sau khi xuống bụng tiếp trên thì nó cho ra ba nhánh lớn, bạn cũng nói rồi nên cũng là mình cho ra ba nhánh lớn rồi. Sau khi đi qua cái mặt bằng và đi xuống sau nó đổi tên thành động mạch trung ngực, cũng là mình đổi tên thành động mạch trung ngực. Và sau khi đi qua lỗ động mạch trung ngực của cơ quan thì nó đổi tên thành động mạch trung bụng. Động mạch trung bụng và tiếp tục đi xuống dưới và cho ra một cái nhánh lớn, nó không phải là động mạch trung bụng. Sau khi đi xuống nữa là động mạch mặt trời đằng trên, sau khi đi xuống nữa là động mạch mặt trời chi, động mạch mặt trời đằng dưới, rồi thành động mạch hai bên, rồi tách ra thành động mạch chỗ chung hai bên, động mạch chỗ chung là tiếp tục ra thành động mạch chỗ ngoài, động mạch chỗ trong. Dạ. Bạn học theo một cái kiểu hệ thống đôi khi nó là dễ học hơn nên. Cái đó thì bây giờ mình nhắc lại các bạn cũng nhớ thêm lần. Với cái hệ thống từ tận đơn là cần có nhất của mình, cần có nhớ. Hệ thống từ tận đơn nó sẽ bao gồm bốn cái tình mạch. Thứ nhất đó chính là tình mạch đơn, thứ hai đó là bản đơn và thứ ba là bản đơn cụ và thứ tư là tình mạch giang thì đường trên tay. Như vậy thì gọi là hệ thống từ tận đơn vì cả ba cả bốn cái này hay là cả ba cái còn lại nó đều được thuộc về tình mạch đơn, cho nên người ta gọi là hệ thống từ tận đơn. Hệ thống từ tận đơn bên tình mạch đơn thì các bạn lưu ý nó sẽ bao gồm nó được sự hình thành của tình mạch đơn, nó sẽ được hình thành bởi ba cái tình mạch hay tổng lưu của ba tình mạch. Tình mạch thứ nhất đó chính là tình mạch dưới sườn bên phải. Tình mạch thứ hai đó chính là tình mạch bên này các bạn sẽ thấy hơn là bên trái này, bên phải này nó sẽ là tình mạch đơn, bên phải này là bên dưới là bán đơn và phía trên này là bán đơn phụ. Thì cái hình nguồn gốc hình thành của bán đơn và bán đơn của đơn và bán đơn là nó gần như giống nhau, nó chỉ đổi tên là bên phải và bên trái mà thôi. Như vậy thì bên phải các bạn sẽ có tình mạch dưới sườn phải, bên này mình sẽ có tình mạch dưới sườn trái, bên này mình sẽ có tình mạch thắt lưng lên bên phải. Các bạn lưu ý cái mà họ chỉ vào không phải là chỉ vào tình mạch trụ bụng đâu em. Phía sau tình mạch trụ bụng các bạn nhìn vào trong slide phía sau nó có một cái mờ mờ, đó là tình mạch thắt lưng lên bên phải. Tương tự như vậy đối bên nó mình sẽ có tình mạch thắt lưng lên bên trái chưa, và những cái nhánh từ tình mạch trụ bụng nó nối thông ra hai bên, nối thông qua hệ thống tình mạch đơn, nối thông qua tình mạch đơn và nối thông qua bán đơn. Như vậy thì đơn và bán đơn nó sẽ được tập thành bởi ba cái tình mạch nên đơn sẽ gồm gì, dưới sườn phải, thắt lưng lên bên phải và những nhánh nhỏ từ bên tình mạch chủ của qua, được chưa, nối thông qua. Rồi bên bán đơn mình sẽ có dưới sườn trái, thắt lưng lên bên trái và các tình mạch. Các bạn có thể hiểu qua slide này, mình nói mình quên những slide thôi này, slide nó có, các slide có nó nhìn hình đôi khi nó dễ nhớ hơn. Đây, slide có thể đọc xong. Vậy này, đơn thắt dưới sườn, thắt lưng lên bên phải và cái nhánh nhỏ từ tình mạch chủ nó đổ qua. Tương tự như vậy, bán đơn thắt lưng lên bên trái, dưới sườn trái và một cái nhánh từ tình mạch chủ nó đổ qua. Hai thằng nó giống nhau chỉ có đổi tên thành trái phải thôi. Trái là bán đơn và phải là đơn. Được chưa? Thì nên sau khi tập lưu lại thì nó đổi tên thành tình mạch đơn. Và đi lên đi xuống trong cái quá trình đi trong phương thức sau nó sẽ nhận khoảng tầm 9 tình mạch giang sườn dưới, khoảng tầm 9 cái nhận tình mạch giang sườn dưới. Và trước khi đổ về tình mạch đơn, nó tình mạch của trên trong phương thức số 4 thì nó sẽ nhận máu từ tình mạch phía trên này, đó là tình mạch giang sườn kim trên phải. Tình mạch giang sườn bên phải nó sẽ nhận máu, nó sẽ được hình thành bởi khoảng tầm 3 cái tình mạch giang sườn 2, 3, 4. Còn tình mạch giang sườn số 1 thì có thể là nó sẽ đổ trực tiếp vào tình mạch gì cánh tay đầu bên phải rồi. Có thể có trường hợp nó sẽ đổ nối thông vào đây, có trường hợp nó đổ trực tiếp vào tình mạch cánh tay đầu bên phải. Như vậy này, đơn được gồm bởi 3 tình mạch dưới sườn phải, tình mạch lên bên phải và một vài cái nhánh nhỏ của tình mạch chủ nối thông qua. Đi lên dọc theo cái bờ phải của cuộc sống, nó sẽ nhận máu từ 9 tình mạch giang sườn bên phải, tình mạch giang sườn dưới bên phải. Sau khi trước khi đổ về tình mạch chủ trên ngang mức số mực số 4 thì sẽ có tình mạch gì, giang sườn bên phải đổ về. Tình mạch giang sườn bên phải nó sẽ được gồm với 3 tình mạch số 2, 3, số 4 hoặc là đôi
đi gần phương số 1 thì số 1 nó có thể tụ riêng ra, tụ riêng ra cái hệ thống, tụ riêng ra vào trước khi nó đổ về hệ thống này. Rồi vì sao có hệ thống tĩnh mạch nha sườn phải, nha sườn bên phải thì vì nó cũng có nha sườn bên trái, nha sườn bên trái thường là phải khoảng 2-3 lần nha sườn bên trên bên trái. Tuy nhiên nha sườn bên trái thì nó lại không đổ về hệ thống tĩnh mạch được mà nó đổ về cái hệ thống bên này, đây cái đầu bên cái nhầm bên cái đầu bên trái, đúng chưa? Nên nó mình cũng có bên trái nhưng không phải không có bên trái đâu, mình có bên phải, mình có bên trái nhưng bên trái thì nó không đổ về hệ thống tĩnh mạch đơn mà nó đổ về hệ thống đơn. Tiếp theo đối với tĩnh mạch bán đơn, như lúc nãy mình nói là bên này mình có đơn, mình có thắt chân lên bên phải thì bán đơn mình có thắt chân lên bên trái. Đơn mình có dưới sườn phải thì bên này có dưới sườn trái, và đơn mình có các cái nhánh nối thông giữa tĩnh mạch chủ thì bên này nó cũng có những nhánh nối thông, và sau khi đi qua vào vùng thất sau thì nó đổi tên thành tĩnh mạch bán đơn. Tĩnh mạch bán đơn nó sẽ những cột máu khoảng tầm 4-5 trên nha sườn cuối cùng, và sau đó khi lên quãng ngang quãng đầu sườn thứ 7 hay là nó sẽ được số 68 nó sẽ tập nhường qua đi sau tĩnh quãng và về tĩnh mạch đơn. Còn lại tĩnh mạch bán đơn của mình sẽ có khoảng tầm 5 cặp nha sườn này, khoảng 4-5 cặp nha sườn phía trên cái tĩnh mạch bán đơn này, và cuối cùng nó cũng đổ về cái tĩnh mạch đơn ngang mức đầu của sườn số 6 hoặc là số 10, số 7. Như vậy hệ thống này nó có bao gồm 4 cái tĩnh mạch: 1 đơn, 2 bán đơn, 3 bán đơn, 4 tĩnh mạch nhân sườn trên cùng phải trên phải này. Thì bán đơn nó nằm bên trái, nó nằm bên phải, đơn nó nằm bên phải, còn bán đơn và bán đơn phụ thì nó nằm bên trái. Ta cũng mình ăn gấu hết đấy, đúng chưa? Đối với ống ngực, ống ngực là một cái cấu trúc, là một cái cấu trúc mạch tập huyết, nên các lưu ý mạch tập huyết lớn nhất của cơ thể. Mạch tập huyết này nó được hình thành từ phía dưới bụng đi lên bởi hai cái mạch bên thắt lưng hai bên và các cái mạch của ruột. Thì đây nó không có mô tả rõ ràng, thì các cái mạch đó nó sẽ có hai trường hợp: một nó hợp với nhau rồi xong nó đổi lên ống ngực, nó đi lên theo cái lộ của động mạch chủ luôn, lộ động mạch chủ của cơ quan, cho nó đi lên luôn. Còn hai là nó hợp thành cái bị nhiệt cấp ở trong cái ổ bụng, bị nhiệt cấp này nó kéo dài khoảng tầm 2 xong, chưa 2 xong thì cái bị nhiệt cấp này nó nằm trong ổ bụng, sau đó nó đi lên trên ống đứng tích sau thì nó đổi tên thành ống ngực, chưa trên đường đi thì nó còn đi ở nhiều cuộc sống, đi nhiều cuộc sống và sau cuộc sống, sau khi đi lên qua trung vườn qua được khỏi trung tích sau và lên trung tích trên thì nó có xu hướng bắt đầu chạy ngược, chạy ra bên trái. Để ra bên trái đến thì phụ thì nó vọng ngược ra đổ về bộ lưu của tĩnh mạch cạnh chung và tĩnh mạch dưới đầu bên trái. Một lưu ý đó chính là tĩnh mạch, cái mạch tập huyết lớn nhất của cơ thể này, ống ngực này, nó chỉ nhận mạch huyết từ nửa đầu bên trái, nửa thân mình bên trái, nửa bụng bên trái, giữa cánh tay bên trái và hai chi dưới cùng bụng và hai chi dưới, còn nửa đầu bên phải, vai phải, tay phải, ngực phải thì nó không có nhận. Cho nên một cái di căn thận mà mai của các bạn cáo một cái di căn thận điển hình, một cái di căn thận mà di căn xa của các cái bệnh lý trong bụng thì thường nó sẽ di căn vào thận tử đầu trái, theo như đi theo cái mạch đường đi của thận huyết. Rồi lưu ý là trong cái phần này thì nó cũng thường là nó nằm sau ống ngực đó, cho nên đôi khi sau cái thực quản nó đôi khi thực quản nó chèn ép, nó cũng gây đè xẹp cái này và ưu điểm bạch huyết. Nhanh quá không? Nghe kịp không? Còn kịp đây, dễ mà đúng không? Không có gì khó đây. Rồi giới thần kinh xa hai bên thì mình sẽ nói sâu hơn trong cái phần mô đun thần kinh. Mô đun thần kinh mình không nói, chắc cô sau mai sẽ nói. Thì giới thần kinh lan tan hai bên thì trong cái trong cái phần ngực thì bên phần ngực trên thì nó sẽ đi hai bên của thực quản. Sau khi đi qua cái vị trí mà chỗ như là đi qua cái chặng ba, chỗ như là chặng ba thực quản thì nó bắt đầu có xu hướng nó tách ra thành nhiều nhánh, tạo thành các cái đám rối thực quản, tạo thành rối thực quản, nó tách ra nhiều nhánh này, giờ tạo thành các cái đám rối thực quản, và các cái đám rối này nó đi xuống tới khi trước khi đi qua cái lỗ thực quản của cơ quan cùng với thực quản thì nó bắt đầu tập lại thành hai thân là thân trước và thân sau.
tên là bên trái và bên phải. Tên này là dây thần kinh lan tham trái, dây thần kinh lan tham phải, dưới này là thân thần kinh, thân lan tham trước và thân lan tham sau. Thì thân lan tham trước thì phần lớn được cộng với các cái dây của dây trái. Tuy nhiên nó sẽ có những cái nhân tố thông của dây phải. Phần lớn được gặp bởi dây trái, nó sẽ có một vài cái nối nhân thông của bên phải nó đi này, bên phải nó đâm qua này tạo thành cái thân trước này. Chứ cũng tương tự như vậy thì bên trái nó sẽ có cho ra những cái nhân thông và tạo thành cái thân cùng với dây phải tạo thành cái thân sau. Tuy nhiên thì nhìn chung là bên trái sẽ tạo ra thân trước và bên phải sẽ tạo ra thân sau. Rồi có thức mà có thức tiếp theo đó chính là các cái hạt giao cận lực. Cái này thì thường nó nằm khá là sâu phía sau cái cột sống và nằm hai bên các cái đầu xương sườn. Thức tính là có khoảng hai, mỗi bên nó có mình có hai chuỗi và một bên có tầm khoảng 11-12 hạt. Đưa cho năm nay. Chưa. Những cái đặc những cái hạt này những cái hạt cao và kết hợp với các cái hạt cổ thì nó sẽ cho ra các cái dây đi vào các cái hạt này của tim và đi vào tạo thành các đốt các khối tim, nằm trong các khối sâu, các khối tim. Còn các cái hạt bên dưới thì nó sẽ tạo thành khoảng bảy cái hạt bên dưới, nó sẽ tạo thành các cái dây thần kinh tạng biến số bao gồm thứ nhất tạng lớn, thứ hai tạng bé và thứ ba là tạng dưới. Tạng lớn được gồm bởi các cái dây này, dây từ khoảng 7, 8, 9 khoảng 5, 6, 7, 8, 9 đi xuống, đúng chưa? 5, 6, 7, 8, 9 nó đi xuống, có một cái dây lớn đi ngoài, dây dài thế này, đây là tạng lớn. Tạng bé thì khoảng từ các cái dây này nhìn hơn. Không biết các bạn nhìn có thấy rõ không hả? Tạng bé đây khoảng tầm từ 10-11 có một cái hạt, còn đôi khi là một cái hạt 12 hoặc là hạt thấp hơn là tạo thành cái tạng dưới. Như vậy thì ba cái dây thần kinh tạng này, ba thần kinh tạng này nó sẽ đi xuống dưới và cộng với khi vào đám đuôi tạng cùng với đám đuôi tạng chi phối tiêu thụ hoạt động của phần ruột hay hoạt động tiêu thụ của phần ruột. Và một vài cái nhánh của thần kinh với tạng dưới thì nó mà đi qua đám đuôi tạng. Được. Như vậy nhìn chung á thì cấu trúc của mình nó sẽ xoay quanh cái thực quản, mình xoay quanh cái thực quản. Bài này thứ nhất thực quản biết á thì các bạn thấy cái vai trò của thực quản nó cũng rất sâu, nên lấy cái thực quản làm móc. Thì cái tên này, ví dụ như cái tên này nó sẽ liên quan đến cái thần máu lớn ở bên trước và cũng ngực ở phía bên nó bắt đầu đi lên sang lông bên bên trái rồi, thì bên trái là đây nó cũng có dây thần kinh thanh quản cộng hưởng, thấy chưa? Thanh kinh thanh quản cộng hưởng bên trái đó đối với thần cắt ngang qua quản T4 đúng không? Ngang đây, ngang qua đây. Chứ ở bên có mô hình này thì không có mô tả. Rồi bắt đầu trong khung trung thức sau thì phần phía trên của nó là chính là cái chỗ mà khí quản nó chia đôi ra, phía trước của thần quản á, phía trước và phía trên là chính là chỗ khí quản nó chia đôi ra. Đây là trung thất, đây được là xuống là trung thất, thì đây là mình sẽ có cái chỗ chia đôi đây để lên thực quản, như là để lên thực quản và đặc biệt là cái quản chính bên trái. Thêm nữa đó chính là tim cái phần tâm nhĩ bên trái nó sẽ nằm đè lên phần này, tâm nhĩ bên trái nó sẽ nằm đè lên phần này. Còn hai bên của thực quản thì nó sẽ có gì? Hai bên phần trên thì đó chính là dây thần kinh lan tham, đi hai bên thần kinh lan tham trái và thần kinh lan tham phải. Và xuống dưới thì nó bắt đầu tạo thành đám đuôi thực quản, và trước khi đi qua thực quản của cơ quan thì nó tạo thành hai cái thân là thân trước và thân sau, đó là thân lan tham. Còn là mạch chủ ngực thì sao? Mạch chủ ngực thì ban đầu nó đi ra ngoài, đi ra ngoài sang trái, nhưng về sau nó có xu hướng sẽ đi vào trong xuống dưới và ra sau thực quản, và cuối cùng nó về đi xuống và mạch chủ qua cái lỗ mạch chủ của cơ quan. Như vậy thì cái phần dưới này thì nó sẽ nằm sâu thực quản, phần bên này nó nằm bên. Còn đối với ống ngực, đối với ống ngực và các cái hệ thống thực vật đơn thì hệ thống thực vật đơn nó sẽ nằm hai bên thực quản, và ống ngực thì nó nằm dưới thực quản chạy song song dưới thực quản và tới qua trung thất trên thì nó bắt đầu có xu hướng đi lệch sang bên trái của thực quản đó ống ngực. Còn thực vật đơn thì hầu hết nó nằm hai bên thực quản, không có hệ thống thực vật đơn nằm hai bên thực quản. Và cái song hơn xa hơn thì sẽ có hai cái thực vật này. Xong, đó là kết thúc bài. Cần nhắc lại thêm lần nữa không?
Nhắc đến lần cơ quan này. Như vậy thì tim thì nhắc trong này cũng nhắc nhiều rồi này. Có cần nhắc lại tim không? Không là nhắc lần nữa không? Không. Rồi thì mình sẽ đối với trung thất sau mình sẽ có trung thất thì mình sẽ có được bốn trung thất hay trung thất hơn mình có hai trung thất trên và trung thất dưới đó. Nhưng trung thất dưới là sẽ được tổng chia ra thành ba trung thất là trước thì ở và sau. Thì hai trung thất trên và dưới nó sẽ được phân cách từ hai cái mặt bằng đi ngang qua hai mặt bộ mặt bằng đi ngang qua hai cái điểm phía trước là góc trung thất. Rồi nhớ mình cho các bạn nhớ rồi này. Đây phía trước là góc trung thất và phía sau là điểm số 45 hay là góc số 45 hay là góc số 45. Thì cái tên đó là trung thất trên thì dưới trung thất dưới lấy tim và mặt ngoài tim làm trung tâm thì trước đó là trung thất trước và sau đó là trung thất sau. Đơn giản như vậy em. Trung thất trên các cái hệ thống mạch máu lớn. Mạch máu lớn sẽ bao gồm thì trên cái hình này mình cắt ngang qua đây thì từ cái điểm một về một tầng hàng cũ nó từ tầng trên đây về tầng trên nó sẽ là trên nó là tầng trên. Giờ thì như vậy thì một phần của tầng hàng dưới này tầng trên của tầng thấp một phần trên của tầng trên. Giờ tầng tầng mặt có thể là hai bên. Giờ cung lòng hàng cũ và ba cái lòng ba cái nhánh lớn của hàng cũ đó chính là hàng nhánh tròn cái đầu dài cái đầu mặt cái chân dài. Rồi đó là mạch máu lớn, có thần kinh mình sẽ có 5 dây thần kinh. Trong cái hình này mình có 5 dây thần kinh rồi. Thần kinh bao gồm nó rồi trên hình. Đây thần kinh thì mình sẽ có 5 dây thần kinh. Thứ nhất là thần kinh tam thanh phải thanh trái, thứ hai là thần kinh tam thanh phải tam thanh trái và thứ ba là thần kinh trái này và thần kinh thành phần của thần kinh. Tiếp tới là các cái cấu trúc khác, khí quản, thực quản, ống ngực và tuyến ức. Như vậy thì các bạn thấy này, thực quản và ống ngực thì nó xuyên suốt từ trung thất trên đến trung thất dưới. Rồi các cái hạch bạch huyết thì không nói nha, hạch bạch huyết thì có lúc nào có hết, trung thất nào có. Đối với trung thất trước thì hầu như không có quan trọng, chỉ có hai cái đang chơi đó chính là thứ nhất là các cái phần dây chằng nằm ngoài tim và thứ hai đó chính là phần bằng bên trong và những trung thất của nó. Trong các chỉ ở tim màng ngoài tim và các cái cấu trúc góc mạch máu được bao trong bao và màng ngoài tim bao gồm động mạch lên tầng dưới của động mạch tầng mạch của trên đến tầng dưới của động mạch trên các động mạch phổi hai động mạch hai bên bốn động mạch phổi chưa đó là các cái mạch máu lớn. Ngoài ra thần kinh thì mình có thần kinh hoàn hai bên và lưu ý cái cảm giác khi có cảm giác phía sau khi mình có tim này lên mình sẽ thấy cái gì thấy cái cổ cái đôi cổ cái quạng sau khi cái quạng đó chính là trung thất sau rồi nên không có đề cập tiếp chưa. Đối với trung thất sau thì mình sẽ có sáu cấu trúc quan trọng xoay quanh cái thực quản. Thứ nhất là thực quản, thứ hai là dây thần kinh này, dây thần kinh lang thang nó sẽ chạy hai bên thực quản, dây thần kinh lang thang hai bên nó sẽ chạy hai bên thực quản phía trên nó sẽ chạy hai bên thực quản, sau đó đi qua cái vị trí chạm ba cái là nó bắt đầu tách ra thành nhiều nhánh và tạo thành đám rối thực quản. Sau khi đám rối thực quản xong nó sẽ hợp lại thành hai thân là thân trước và thân sau, với dây thần kinh trái không chủ yếu sẽ hợp lại thành thân trước và dây thần kinh phải sẽ hợp lại thân sau. Ngoài ra sẽ có các cái nhánh nối thông giữa trái và phải với nhau. Rồi có cái thứ hai đó chính là mạch ngực. Sau cái thứ ba sau thực quản và mạch ngực thì nó sẽ có xu hướng ban đầu nó chung là mạch chủ vì nó là nằm trước thực quản, nhưng sau khi chuyển đổi thêm thành mạch ngực thì nó nằm bên trái và có xu hướng đi vào trong và vào ra sau. Trên cái đường đi của nó thì hầu như còn cho các cái nhánh nhỏ, ví dụ như coi cho các nhánh nuôi khí quản phế quản, cho các nhánh nuôi mạch quản, hầu như không có các cái nhánh lớn và ngoài ra còn bán các nhánh giao sườn được chưa, là mạch giao sườn. Rồi thêm một cấu trúc nữa liên quan tới thực quản đó chính là hệ thống thực đơn. Hệ thống thực đơn thì thường là nằm sau thực quản và hai bên thực quản. Và trong quá trình đi thì hệ thống thực hành đơn nó sẽ bao gồm bốn cái thực mạch, đó chính là thực hành đơn, thực hành bán đơn, bán đơn phụ và thực mạch nhân đường bên phải. Thì thực mạch đơn nó sẽ và bán đơn nó có nguồn gốc gần giống nhau này. Cái đơn đó, thì nó là thực mạch dưới xương bên phải, bán đơn là thực mạch dưới xương trái. Đơn thì nó là thực mạch gì thắt lưng lên bên phải, bán đơn nó là thắt lưng lên bên trái và các cái nhánh từ thực mạch chủ nó đi qua và chân nhỏ đi qua. Và sau khi đi vào lồng ngực thì nó đầu tiên là từ mặt bán đơn đi bên trái đi bên phải này và các từ mặt đơn đi bên phải này.
và những quả sầm chín sẽ được bàn giao xuống dưới. Sau khi đến khoảng qua bên vị trí có số lượng số 4 nó bắt đầu còn được ra nước và những máu từ nước đi đổ về máu thật là trực trên thì nó sẽ chuyển máu từ nhau xuống trên bên phải từ bàn tay xuống trên bên phải để được tập tới quả 3 từ bàn nhau xuống bàn tay xuống 2, 3, 4 bên phải chưa? Ngoài ra thì tận đánh nhau xuống 1 bên phải nó có thể đổ trực tiếp vào từng mắn nó sẽ đầu bên phải hoặc đôi khi nó sẽ đi vào trong tận đơn nhưng đang cần là nó nằm nó đổ về cái điểm khó khăn chưa? Rồi bên trái thì sẽ có gì? Bên trái là sẽ có hai tận mặt thì tận mặt bám đơn ở bên dưới tận mặt bám đơn của bên trên bám đơn sau khi đi qua cái sau khi lập đơn của ba cái tận mặt sau khi đi lên thì nó sẽ chảy máu khoảng tầm 4 tận mặt 4-5 tận mặt giang đường bên dưới và cuối cùng nó sẽ đổ về tận cùng vào hoặc ngược qua cái sau tận quản và đổ về tận mặt đơn ở ngang cái bước đầu xương sườn số 7 và xương số 6 đến xương số 8 chưa? Ngược lại phía trên thì nó sẽ chảy máu từ khoảng 4-5 tận mặt tận mặt giang đường bên này và cuối cùng đổ về tận mặt đơn ngang bước đầu xương sườn số bên và phía trước hai bên kia là bảy thì bên này thứ sáu và thứ sáu thì khoảng tầm số thứ bảy này rồi và có lúc nữa đó chính là ống ngực thì nằm hoàn toàn ra phía sau của tử quang ngay khi đi lên ngược ra khỏi trung thất sau thì nó bắt đầu có xu hướng đi ra bên trái và cuối cùng đổ về lên đến nền bộ thì bọc được ra trước và đổ về hồi lưu của hai cái thành mặt chính là bên trái. Rồi bên trước khi hình thành thì nó có thể là hình thành nên bị nhiễm các huyết học, có thể là hình thành các huyết học thì thông thường thì nó sẽ được hình thành bởi ba cái nhân lớn đó chính là thân các thân hai bên, các thân phải và thân trái và một thân của các cái mặt ruột. Nó có thể tạo thành bị nhiễm các hoặc là không tạo thành bị nhiễm các và khi nó đi lên thì đi lên theo độ từ mặt ruột hoặc là mặt ruột đi lên. Yeah. Cuối cùng đó chính là chuỗi hạt gieo bạn lực hai bên. Chuỗi hạt gieo bạn lực sẽ bao gồm hai chuỗi, một chuỗi khoảng tầm 11-12 lần. Các cái hạt bên thì nó cho ra các cái nhánh chi phối đám protein đi vào đám protein này cùng với các cái cổ dưới đi vào đám protein. Các cái hạt dưới khoảng 7 cái hạt dưới 5, 6, 7, 8, 9 thì nó sẽ tạo thành cái đám protein, cái dây tạng và đi xuống dưới bộ đi vào đám protein. Tiếp đó là hạt số 90 11 nhân khoảng tầm 11 thì nó tạo ra dây thần kinh tạng bé đi xuống bên là tạng lớn dưới tạng bé và cuối cùng hạt 12 thì là tạng tạng dưới khi là đi vào đám đôi tạng và đám đôi tạng và đám đôi thần rồi xong kết thúc câu hỏi gì không có thi từ gì không giờ đây có thi từ gì không về rất sang quên các bạn lưu ý là khi đi thực hành một nhóm là phải có danh sách nhóm chứ là thực hành thì bỏ